chị có ăn quần xì nữ không chị? Cô bán quần xì nữ không chị? Cái loại nào mà hấp dẫn quyến rũ nha. Hấp dẫn quyến rũ nha chị. Tại vì thằng ba nó bị bóng, nó phá mặt cái đó. Đi vô trong thằng quý này. Lấy gì? Lấy cái quần xì nào mà lột kia lột đứt gì đó cho thằng bạn nó mặc nó khoái lắm. Thiệt hả? Thiệt, em nói thiệt mà. Ok, hai xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào bạn đến vlog nha. Thì hôm nay mình với anh Tình sẽ đi mua đồ. Hôm nay anh Tình nó tiết lộ giới tính thiệt của nó nha các bạn. Thì mình cũng giấu giới tính của anh Tình lâu lắm các bạn. Giờ hôm nay mình tiết lộ giới tính thiệt của nó luôn. Phải không? Thì bây giờ mình với anh Tình sẽ chạy xuống đình mua cái gì thì các bạn coi xem video sẽ biết nha. Rồi ok đi thôi. Giờ này đâu có bán. Đâu có bán hả? Đó. Ra phải quý hình như có bán. Tôi có thể đậu nguồn tao đậu đó, thôi đi. Đi, vô. Vô. Vô hỏi chị có bán quần xì nữ không? Đi. Vô. Chị có bán quần xì nữ không chị? Có bán quần xì nữ không chị? Cái loại nào mà hấp dẫn quyến rũ nha. Hấp dẫn quyến rũ nha chị. Tại vì thằng ba nó bị bóng, nó phá mặt cái đó. Đi vô trong thằng quý này. Lấy gì? Lấy cái quần xì nào mà lột kia lột đứt gì đó cho thằng bạn nó mặc nó khoái lắm. Thiệt hả? Thiệt, em nói thiệt mà. Anh ơi, đó thì rồi đậu ở đây mẹ đi lấy quần xài. Trời ơi, tao nói đây nè, mày mặc vô một cái là nó lột luôn, nó tịnh lên tịnh. Rớt luôn, cái này thì tịnh. Bao nhiêu một cái chị? Cái màu đỏ gì? Màu gì mà thấy quyến rũ là được rồi, mày thích là được rồi. Cái màu đỏ kìa. Trời ơi, trời. Thứ gì chịu nổi không? Mày lột, bây giờ sao mày lột được tịnh? Trời ơi. Được không, cái đó được chưa? Rồi ta thấy lấy thêm cái hai cái đi. Cái này là tao thấy, tao thấy là mày mặc là sexy rồi đó. Cái này mặc chứ không phải khẩu trang thôi ba. Rồi coi mày lấy cái nào nữa không? Cái này luôn có lột. Đúng không? Lột. Lột cái chỗ nào? Lấy cái dây luôn. Lột chỗ nào mày chỉ thôi coi. Chưa có kiếm. Ôi, thằng này tại vì này nó bị bóng vậy. Nó phá mặt cái đường này lắm. Ủa còn một mẫu nè, mình mấy mẫu thọt khe nhưng mà không nha. Không phải nào nữa đâu ta. Ờ đúng rồi, mua thêm một cái đầm nữa. Cái đầm nữa. Giờ em chút mày mặc vô rồi mày, đúng không? Mày lỡ thằng Phúc á, mày dễ bỏ. Cái mẫu nào mà hấp dẫn á chị? Ủa lộn cái gì vậy? Ờ đúng rồi, hấp dẫn á. Nên cái mẫu này là ok đó. Thì mày muốn lột cái nào đó mày lột. Chứ tao biết mày không có lột được đâu. Không đẹp quá trời luôn. Còn ở đây đồ nữ ha. Đồ nữ ha. Đừng có bộ đồ có dễ thương, không có bộ hồng vậy. Đủ ghen mà. Đủ ghen mà. Đồ quá biết ghen luôn. Có cái đó là lọt khe à. Có cái đó mà. Vậy mà lấy hai cái đi ha. À, kêu cái gì hai cái? Thì mặc mặc một cái thôi, mặc kêu hai cái. Đây bao nhiêu một cái vậy? Chị coi đó. Cái này 40. 40. Mấy cái. Em cái thôi. Cái màu hồng đi. Cái màu đỏ nè. Mày phải màu hồng đi. Màu đỏ đi. Màu hồng đi.
màu đỏ nổi. Màu gì cũng được nè. Ủa màu đỏ đi. Màu đỏ nó mới sexy. Nè đưa tiền cho chị đi. Bây giờ quyến rũ bờ mông nè. 40 lấy giùm bà ra. Thôi chị còn lấy cái bọc bạn nó cầm nó vô ngoài đường có đủ sao đâu. Thằng này đâu cầm đi. Ok các bạn, giờ tụi mình về nha các bạn. Nắng xe. Nắng chiếu nè. Dép màu hồng luôn nè. Trời ơi, tình cái lấy mà lấy cái bọc đi mày đừng mà cầm đi tao bảo cho. Trời ơi, quơ vậy. Trời ơi, cái gì đó. Vai chị. Dạ. Phải rồi nè, mua đúng quần anh lái đi kìa. Đua xe á. Ở nhà tao có cái quần. Ở nhà tao có cái quần đầm. Đầm á hả? Ừ. Về lấy quần đầm mặc vô luôn. Bây giờ sao kêu mấy nó qua đây hay gì? Nó đâu cũng được. Kêu đá mè uống ha. Ừ, kêu mè uống. Bây giờ trong đây cái quần tao nè, gọi thay đồ đi. Đâu đâu? Thay đây đi. Sao thay? Thay đi, tao quay luôn. Thay sao? Thì giờ mày cởi quần này ra, xong cởi quần xì ra, mặc quần xì nó vô lại. Rồi ra trụ luôn. Trời ơi. Có làm sao đâu trời. Thôi. Quay đi tao che mờ lại. Che mờ thôi. Sao vậy? Thôi đừng tao. Thì có ai đâu sợ. Thôi. Đau bụng quá. Đâu. Làm gì mất cỡ. Bây giờ vô đó đi tụm nó, tao chè lại cho. Ôi. Chứ vậy đi đâu? Đi bệt. Làm như mày mày có, tao không có, ai đâu nhìn. Ôi. Đi về. Vô thay đồ, nhà thay, thay dưới đường. Đi đi, tao đi bệt, tao kêu nó, tao là có quay. Thôi khỏi cà đặt luôn đi, nay mày giả bộ mày vô, tức lỗi tính thiệt luôn đi. Tao này mặc y vô lại luôn. Thì chung qua chế độ lấy cái quần đỏ đầu á. Mày đeo mặt nạ mà mày sợ gì? Thôi. Rồi cởi áo rồi coi trời, vé áo rồi thử coi. Đây. Nay tình tiết lộ với tín hiệu nghe các bạn. Thì đâu hử nhán cái. Mình giấu của bạn cũng lâu lắm rồi, dán nhẹ lên cho nó coi. Chị nữa. Coi chứ bệnh dán. Coi ra coi. Ôi. Dạ, chụp bệnh dán cái gì? Trời ơi, chị dạy trời. Đang mặt gà ngại mà, mặt cái con gái mà, con gái sao mà kỳ vậy, thấy con gái chứ không? Chị dạy mà hơi lâu. Đây nè, đi bỏ nè, đi. Cầm nó quay mà. Đó, để tình này gương mẫu nè, ẹo ẹo xíu coi mày. Đi nhảnh giỏng cái chổng cái phong câu lên coi. Vậy nó mới phái, đó, đó, đó. Okay. Chết mẹ rồi. Té người tội nghiệp con gái quá. Trời ơi. Vừa kêu nó chổng cái phong câu lên. Mọc con đó thấy sao? Hả? Mọc con đó thấy sao? Gít cái gì? Tao nói cánh đồng lúa nó đẹp. Chân già quyến rũ bờ mông. Bắn cái gì bị bể gì bắn lâu vậy? Hay là bị bóng? Bóng gì? Bóng vàng nhập bóng chúa nha. Bóng gâu dữ vậy. Bóng tại vì gâu gâu. Bóng gâu quá trời gâu bóng gì? Bóng đâu uống sữa trời. Chú uống gì? Hồi đen. Bóng hồi đen. Hồi đen. Hồi đen. Đi hát lào gái dữ à. Hát lào. À. Mình làm gì? Gì đâu? Cái áo ơi đi trời. Có gì đâu anh em, nay nói thiệt đi, nay bị gì? Anh ta bị bóng. Có nhập không? Không. Nhập bóng chúa hay gì? Bóng mà bóc lộ. Đợt qua gọi áo mà. Chị trời. Cái bóng mà. Thằng ơi, đồ ai vậy? Đừng cả Nguyên nha. Đi gớm nè. Làm nhấp nè, làm ngắt nè. Ừ, bây giờ mày. Đứng vậy coi. Đứng ra. Có gì nói đi cho mày phải ai. Cởi ra đây. Cởi ra đây. Làm gì vậy? Nè mà cởi được rồi. Cởi không coi?
anh mười mấy giờ trời giải thằng nách này trời bóng gì lông nách vô ghê luôn chứ trời. Ờ trời gì trời cái gì vậy gì cởi đá cái gì hả cái gì cởi đá gì đây đây cái gì cởi đá gì đây à con đá trời trời ơi ngứa quá ngứa kìa lắng mày có gì đâu mày ngứa mày gái có gì đâu mày ngứa mày có gì đâu mày ngứa cùng nhận miếng đi hùng lông miếng đi trời quá giờ cởi rồi nhắm mắt lại cởi cái hết luôn rồi cởi cái gì cái gói coi đủ rồi cởi rồi coi quýnh đủ không này đủ mắt cái gì đâu trời cởi áo luôn coi bắn cái gì vậy hả ừ trời ơi trái hồng hay trái hồng trái hồng tính gì ơi trời bóng xăm mặt phải liền kìa nó một lẹo luôn kìa đôi mắt luôn à ấy đã chán mà đâu dở nó lên đây rồi sao thấy này bay tình sao Linda tình Linda tình tối tối trời xuống chứ đòn chứ bốn chứ tròn với hát tô tô chứ đứng gì vậy trời mặc quần gì mà không thấy đi xem coi thằng ơi trời được không thấy được không chắc hết được không má gì không nhở ơi mặc cái quần kìa mày chổng cái con câu lên coi quay không quen đau má ghê quá trời ơi đâu rồi họ đã đưa nhắn kìa không nói cái coi ơi 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 lạ trời má cái gì trời trời nói trời tao ăn ngợp đấy chứ má quần gì trời quần tặng hết trời à, trời tặng nó bị lọt ngay lỗ giữa nó cắn cắn cái gì lọt ngay lỗ giữa nó cắn cái lỗ gì vậy lỗ giữa nó cắn đau quá à cắn ngói gì kia kéo xuống đầu cắn nào kéo xuống giùm nó thôi cắn nó bị dính đít luôn rồi nó bị cái gì bị lọt khe nó cắn cắn chỗ nào cắn đây nè ừ. Quá ghê móc kìa nó móc kìa mày nói đi ai em một mày hả ra tỉa đâu ấy mày ra tín hiệu đi cứu cho cái con ép đi trời lạ trời cái gì vậy trời bỏ quần luôn em luôn trời chứ giờ mày mặc ai mặc nữa bỏ ngâm thuốc uống rồi về làm rượu uống đi ngâm thuốc rượu trời nữa trời da cách bây giờ này trời cách trụ về quá lẹ đi lẹ đi qua đây nè nắm tiếp tao coi ông má thì gớm được chưa nè cách đứt bây giờ nè trời rồi quay quái lên đây luôn lùn lên đây luôn đậu hai bài luôn tỏ lên luôn uống đây đâu kìa đi định đi đâu giờ mày lộ gì luôn á tình bây giờ tao lộ mày kìa đi hay gì tao em biết chưa chưa rồi ông mày nói với ông ba sao chưa biết tao kìa tao chỉ thị mình lên mày thôi chứ cả phòng em đi tao cũng vậy má nè ăn ơi trời thì gâu gì lum la chứ